Đây là bé Phú Quốc nha, vàng cái của trại chó Phú Quốc Sài Gòn. Thì thời gian vừa qua mình ít đăng clip về chó con vì lý do là mình bán gần hết rồi, giờ chỉ còn ba bé thôi. Bây giờ một bé này đi về Quảng Ngãi, còn hai bé còn lại vẫn còn ở trại. Đây thì lý do bé ở lại đây á, là mình đi chuyển đến bến xe hồi giờ chiều á, thì nó bị lỡ chuyến, do đó mình phải để tạm trên Sài Gòn. Thường thì bé ở dưới dưới trại mình ở Cần Giuộc, Long An, ở cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 25 cây. Rồi mới cho Quyên ăn nguyên cái đùi gà luôn, quá sung sướng. Thì bên mình là nguyên tắc mà dao và chó con á, thì lúc nào á, là cái rổ với lại nó có một cái sổ, thì nó sẽ có một cuốn sổ sổ để sổ sổ tiêm phòng á. Đây mình hay kẹp theo nè, đó là chứng nhận là bên mình đã tiêm phòng đầy đủ hết trơn. Đây lần đầu tiên về nhà nhà tạm nữa, cho nên còn hơi lạ lẫm. Mới ăn nguyên cái đùi gà là sướng quá rồi, ở dưới trại làm gì được ăn đùi gà, còn ăn được ức gà không, với hoặc là cám thức ăn của thằng quỷ Hưng Bét. À nhìn mặt thấy ghét không, rất nhạy nha. Thì cũng chia sẻ luôn, cũng nhiều anh em hỏi tại sao bé này giá này, bé kia giá khác, rồi tại sao em này có 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu mà cũng cho con. Thật ra mình không có quy thành số ký mà mình bán giá cho con mắc này, mà cái định giá của chó mắc hay không á, là do là cái thần thái của chó con với cái nét cho con. Nhiều lúc chó con mắc hơn chó lớn nhiều luôn chứ, đó là chuyện bình thường. Mà quan trọng thì khách hàng thường để xem mình là tiêu chí là như thế nào để chọn một con chó. Nếu bạn nuôi mà để giữ nhà hoặc là trong vườn, hoặc là tìm một người bầu bạn á để chơi vui thôi á, thì bạn không cần tìm một con chó nó quá mắc tiền, chỉ cần tìm một con thân thiện. Không cần đẹp, quan trọng ở thân thiện để chơi hoặc là để giữ nhà, thì không cần để phải chỉnh chu hoặc là nét nó hoàn mỹ. Còn mà các bạn nào mà chơi tiệm chó mà để sinh sản, hoặc là chơi mà lấy nét, hoặc là chơi nó tôi thích con chó mà nhìn nó phải chất. Chất thì có nhiều nghĩa chất lắm, chất về cái vẻ đẹp của nó hay chất về cá tính của nó. Không phải nhất thiết là con mà nhiều tiền quá là con có cái chất hay đâu. Những con mà đã ít tiền hoặc con bình thường nó cũng chắc nó rất là hay. Quan trọng là mình là người nuôi thì mình phải tìm hiểu ra cái cá tính của nó để mình hiểu nó, chứ đừng bây giờ mình đặt nặng cái vấn đề là sao tôi mua con chó này tôi phải trông đợi với phải được về được gì. Xin lỗi, cái đó bên mình cũng làm được, thà mình không bán với là hai mình nói thẳng quan điểm luôn. Chứ nhiều lúc có nhiêu đây thôi mà mấy bạn đòi hỏi quá nhiều thì không hay lắm. Thật sự ở đây chia sẻ với bán con giống thì mình có, nhưng vấn đề là mình không phải là bán bất chấp. Nhiều lúc có nhiều bạn nói sao mình bán giá cứng quá, hoặc là nói ủa sao mà có bớt xíu không bớt được, hoặc là trả giá mình đã xin thưa mình riêng trả giá hoặc là hay này nọ, thì mình không giờ thà mình không bán hoặc để nuôi, chứ mình để không giờ làm chuyện đó. Tại vì con chó dù sao nó có giá trị riêng của nó. Nhiều bạn ví dụ nói có nhiều bạn nói thôi em có giày giày có em cũng thích lắm nhưng mà em không có điều kiện, thì sẵn sàng luôn. Nếu mà giống ít hoặc là không có điều kiện hay gì đó mình hỗ trợ được hỗ trợ, chứ mà vô mà trả giá từng đồng từng cắc, xin lỗi ấy, những khách hàng mà trả từng đồng từng cắc là mình cũng cho dù mà mình thích lắm mình cũng không bán. Vì sao?
nuôi con chó về mục đích làm gì mà trả giá từng đồng cắt, nó phải mới rao đâu, nó có tình cảm riêng của nó chứ bộ. Đó, mình nói thì cái cũng mong các bạn thông cảm, mình cũng thật sự mình nói không có phải lấy chạy lấy chó từ chỗ khác mà để bán, mình không thiết nhất thiết phải làm như vậy. Nhưng mà bán một con chó thì trong đó mỗi con là một cá tính, có thể mình bao về cái hình thể hoặc bao về nét này nét nọ, nhưng mình không bao được cá tính. Hoặc là mình nói con này khôn hay không khôn, thật sự khôn hay không khôn là cũng do một phần là do mình chứ không phải do con chó nữa. Nếu bạn hiểu nó thì nó sẽ khôn, còn mình không hiểu nó thì muôn đời mình coi nó như một cái con mà để trong nhà, con mà để dạng như là kia, thì mình đâu có hiểu tính cách nó đâu, sao biết nó khôn hay không. Thì có vài dòng tâm sự thôi, chia sẻ để kinh nghiệm thôi, chứ không phải gì chạy. Mặc dù là chạy bán chó thì cái, nhưng mà bên mình nha, riêng bên mình chính sách không phải là bán bất chấp nha. Mình tìm đúng cái người mà thích con chó mình bán, nhiều lúc nó niềm vui, niềm vui nhân giống á. Qua đây con, nó khôn mình quỷ, nó ăn đè lại nãy nguyên cái đùi gà luôn. Thôi các bạn thì muốn có nhu cầu sở hữu hoặc tham quan trại thì cứ tự nhiên. Địa chỉ mình ở cầu Bạch Ván, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Thì trại chó nằm trong khuôn viên của nhà hàng Vườn Xanh. Ở đây thì tham quan chó là thoải mái, ví dụ xuống mua cũng được, không mua xuống tham quan cũng được, không sao cả. Đừng có đặt nặng, quan trọng các bạn tìm được con chó ưng ý như mình thôi.